xin chào các bạn đến với kênh của mình là lát già và cuộc sống của Hàn Quốc. Thì mình là Phước Quang, mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cái video của mình. Đây là anh Huy đẹp trai ở Lắp Giò, anh ở nước Mỹ gì ba. Các bạn nào mà uống nước Mỹ gì ba, đi đến cái nước Mỹ gì ba chỗ Lắp Giò mà rằng chỗ bằng lăng tím và thành tính đối diện và Lê Trinh đó, các bạn gặp sẽ anh Huy đẹp trai đây các bạn. Đây ước mơ của anh Huy đẹp trai là đổi cái hình nền. Hồi nãy cái hình nền ban đầu là của anh Huy đẹp trai là cái hình nền của anh Huy nãy. Hồi mình sẽ show là các bạn cái hình nền trước và sau nguyên hồi cái anh để cái hình nền có hình mình trong đây với anh Hậu nữa nha. Đây các bạn nhìn đây các bạn, anh ấy rất là tỉ mỉ và để theo cái khuôn rất là khuôn khổ, rất là chắc nịch luôn. Các bạn nhìn sơ qua thì anh ấy nhìn rất là tỉ mỉ, nhưng mà mấy cái công nghệ và kỹ thuật về cái làm bằng cái gì mà kỳ công á thì anh rất là thích nha. Anh ngồi anh mày mò, các bạn có tin không, anh nhìn người ta sửa chiếc xe mà anh có thể sửa được nữa đó nha. Anh sửa là gai, anh sửa có đôi khi cái chiếc xe dục luôn. Dạ, yeah. Các bạn sẽ coi anh Huy đẹp trai ở Lắp Giò sẽ từng chi tiết sắn gắn những cái bức ảnh này vô cái khung hình này các bạn. Đây, tập trung. Và chút xíu nữa là thành phẩm và anh ấy sẽ show lên cho các bạn coi nha. Đó, thành phẩm, đây là hình của tôi. Có anh Hậu, mà lúc đó anh Hậu nó chụp nó nhắm mắt rồi. Nữa sẽ lấy cái trái tim che nó lại. Còn anh Huy đẹp trai và đây là chính là tôi đã nha.